Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm The Wish. Và chương trình này là Kazu The Kitchen. Yeah, bắt đầu. Bắt đầu cái gì ạ? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách làm cơm nắm Nhật Bản nha. Tên là Onigiri. Mọi người biết không? Chắc chắn biết rồi nha. Tại vì là khi đi cửa hàng tiện lợi nha, 7-11, Family Mart, Mini Stop nè, vân vân nha, thì chắc chắn là thấy rồi nhá. Hiện nay là ở Việt Nam cũng có nhiều loại cơm nắm Nhật Bản nha. Nhưng mà chi phí là một cái bao nhiêu tiền? Là 18.000 á. Khoảng 20.000 á, đúng không? Là bên Nhật Bản cũng như vậy nhá. Hình như là một cái cơm nắm Nhật Bản 20.000. Không nhỏ, tại vì là khoảng 2 năm hôm đi về nước nha. Không nhỏ, về Nhật Bản nhé. Nhật Bản là ở đâu? Mọi người mặc dù không có thời gian nhưng làm được cơm nắm Nhật Bản nha. Tại vì là rất dễ, chỉ nắm thôi nha. Nắm à? Chính xác hả? Các nói như vậy là chính xác hả? Mà làm như vậy thôi nha. Cơm nắm Nhật Bản là truyền thống nha, nên tất cả các người Nhật đều biết cách làm cơm nắm Nhật Bản nha. Việc đó là chứng cứ cách làm cơm nắm là dễ lắm nha. Nên mình sẽ giới thiệu cách làm cơm nắm Nhật Bản cho mọi người nha. Hãy nhớ và hãy sẽ làm thử nha. Lần này mình chuẩn bị là rong biển. Đây là sự thật là kiểu Hàn Quốc nha, không có rong biển Nhật Bản nha. Nhưng mà lông biển là lông biển nè. Đây cái này nè, cá ngừ sốt mayonnaise, thịt gà sốt mayonnaise nha. Và quan trọng nhất là cái này, bình cơm chẵn nha. Bắt đầu. Và khi không trẻ nha, mình không trẻ tức dài sớm nha, nên thường đi học trẻ nha. Hơn nữa khi đó là không trẻ ăn sẵn nha, nên mệt quá mình lâu lắm. Mình sẽ đổi bụng ở trường khi đi học. Khi khỏi nhà thì mệt nói là con ơi đưa cơm nắm nha, là vừa đi học vừa ăn cơm nắm nha. Kết quả là cả dư là khỏe tiếp tục. Nếu đổi bụng thì không thể tập trung để học chăm chỉ. Đối với mình, đối với các con không quan trọng tập trung hay không, có thể là mọi người không thích học món nào, thích cho chơi thôi nha. Ý nghĩa của đi học là gặp bạn bè, trò chơi với bạn bè của mình. Mình nghĩ là cần mỗi nha. Nếu có vịt mỗi bên ngoài cơm nắm thì ngon hơn, thấy ngon hơn nha. Nếu làm bàn tay thì dĩ mỗi, sau đó làm cơm nắm thì ngon hơn nha. Lắc 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 đây nha. Cơm này là hơi hơi cứng nha. Để cá ngừ này chuyên tâm cơm nắm này nha. Sau đó là cứng nha. Thêm cơm. Và có thể là sẽ tắt bài nha. Là cơm nắm Nhật Bản là bề ngoài là hình tam giác nha, nên phải như thế này nha. Như thế này. Rất dễ nha. Và sắp xong nha. Và ăn riêng được nha. Ê, hoàn hảo nha. Làm như thế này nha. Yay, dễ thương. Từ bây giờ cách làm nhạc của mình nha. Đầu tiên là bị ướt nha. Có mùi nha. Thế này, làm như thế này, như thế này. Các nhà của các bạn có bao tay hả? Nhà của mình là không có này. Làm con nhỏ nha. Sau đó đây là thêm con. Sau đó là làm con nắm bề ngoài đẹp nhé. Ồ, rất dễ thương. Sự thật là mình không biết con nắm Việt Nam là bóng gì có hả?
có hay không? Nếu mọi người biết cách làm cơm nấm Việt Nam, hãy chỉ cho Kazu nha. Nè đen. Bây giờ mình đến sang thường ở nhà nha. Yeah, nếu onigiri thì ăn được chén chén sản thường nha. Là cơm nấm đầu tiên là như vậy. Yeah, có vẻ là ngon, đúng không? Vậy dễ thương nha. Ngon quá. Cái này à? Lần này hơi thất bại nhá. Không sao, không thay đổi việc ngon nữa. Hôm nay là mát nhé, nên thoải mái, nhưng mà không có mặt trời nhé. Nếu có mặt trời thì thoải mái hơn và cảnh này là đẹp hơn nhé. Nhưng mà hôm nay là có nhiều mây nhé. Là cái này nhé, nếu sử dụng xa lăn lắp nhé, không thể tay của mình bị dơ nhé. Ngon. Tiết gần này là chỉ có trung tâm cơm nấm thôi á. Nghĩa là nếu trồng cơm và thịt gà này thì ngon hơn nhỉ. Tại vì là mềm đầu tiên là chỉ có cơm thôi nhỉ. Không thể cùng ăn thịt gà này nhỉ. Nhưng mà thứ hai là ok. Hiện nay là mọi người là đi chơi nhiều á, đúng không? Và đi làm việc đến công ty á, nên không có thời gian để nấu ăn nữa. Cơm nấm là không cần thời gian nhiều nữa, nên hãy làm thử cơm nấm Nhật Bản nha. Và nếu không có thời gian để ăn sẵn ở nhà là cái này là mang theo được đến công ty. Cơm nấm ở công ty của mình thì đồng nghiệp, các đồng nghiệp rất ngạc nhiên và có hướng tử cho mọi người nha. Thế rồi, nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Cảm ơn đã xem chương trình này và cảm ơn sẽ ăn thử cơm nấm Nhật Bản nha. Bye bye, Kazuzu Kitchen, xem rồi.